Chào mừng quý vị và các bạn đến với Autobuy. Quý vị và các bạn hãy đăng ký, subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Thưa quý vị và các bạn, Kia Morning cũ 2012 giá 160 triệu đồng và đời 2013 giá 180 triệu đồng là những lựa chọn hay cho những người lần đầu mua ô tô nhưng khả năng tài chính không mấy dư giả. Thời gian gần đây, trên nhiều website mua bán ô tô cũ, đăng rất nhiều tin chào bán xe Kia Morning chỉ từ hơn 120 đến 180 triệu đồng. Nhiều người tỏ ra hoài nghi vì cho rằng giá rẻ sẽ đi đôi với chất lượng kém, hoặc đây là xe tai nạn hay xe taxi thành lý. Và để đưa đến cho độc giả những thông tin chính xác, chúng tôi đã được tiếp cận hai chiếc xe Kia Morning cũ đời 2012 và 2013. Cả hai xe thuộc về một chủ kinh doanh ô tô cũ có địa chỉ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện đang giao bán trên một số website mua bán ô tô lớn, một chiếc sản xuất năm 2012 chạy hơn 22 vạn km, còn một chiếc là đời 2013 chạy gần 20 vạn km. Chiếc Kia Morning 2012 biển số 30L39475 đang được người bán ra giá 160 triệu đồng. Chiếc 2013 biển số 30E39576 là 180 triệu đồng, cả hai đều có màu sơn bạc. Dù xuất xưởng sớm hơn một năm nhưng chiếc 2012 có hình thức nhỉnh hơn, còn chiếc 2013 có nhiều vết xước nhỏ thân xe trái và phía đuôi xe. Phần thân vỏ trên cả hai xe đều không có dấu hiệu sửa chữa lớn do tai nạn, các mép cửa liền mạch với thân xe, màu sơn của cánh cửa xe so với đuôi, đầu xe không có sự khác biệt, khe cửa thẳng từ trên xuống dưới là những dấu hiệu cho thấy xe không bị sửa chữa do tai nạn. Dù nước sơn trên cả hai chiếc không còn độ bóng nhưng vẫn khá ổn để chủ sở hữu tiếp theo không phải lo lắng trong ít nhất 1 đến 2 năm sử dụng sắp tới. Các chi tiết ở phần đầu xe như lưới tản nhiệt, cụm đèn pha tích hợp đèn xi nhan vẫn khá sáng, đồng đều với các chi tiết khác trên xe. Một điểm quan trọng để chứng minh xe chưa từng bị tai nạn và sửa chữa là khung xương đầu xe dưới nắp capo vẫn nguyên bản không bóp méo, các góc bắt khung xương này chưa có dấu hiệu bị vặn ra. Tuy nhiên, những ốp đèn pha bên phải của chiếc 2013 đã bị đen nố, dấu vết cho thấy đèn pha bị lọt nước và bụi bẩn vào bên trong. Các mép cửa xe và gioăng cao su vẫn còn được giữ độ khít. Một vài vết xước nhỏ ở cản sau trên chiếc 2012 cũng không đáng bận tâm lắm nếu như bạn chọn mua. Vì cả hai xe đều là bản thấp nhất nên nhà sản xuất đã cắt giảm tối đa trang bị của xe, điển hình là không có đèn sương mù. Để lấp chỗ trống này, nhà sản xuất đã ốp nhựa thô màu đen để che đi. Nếu là người cẩn thận, sau khi mua chiếc xe này thì lắp đèn sương mù sẽ là một trong những việc bạn nên làm đầu tiên, chi phí cho việc này dao động từ 500 đến 700 nghìn đồng. Là răng đúc không có ở cả hai xe cũng là điều dễ hiểu, thay vào đó là tấm ốp 5 chấu cũ tạm chấp nhận được. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn khi đi xa, cả hai xe cần phải thay cả bộ lốp mới. Trên thị trường có rất nhiều loại lốp và nhiều mức giá khác nhau. Cụ thể, nếu chọn thương hiệu bình dân Nexen 165/60R14 có giá 3,4 triệu đồng bộ 4 lốp. Lốp Hankook 175/50R15 có giá 5,2 triệu đồng trên bộ. Kumho 165/60R14 3,7 triệu đồng trên bộ. Woodyear 5,2 triệu đồng trên bộ. Kính lái và kính chắn gió các cửa xe khá trong và sáng, hai gương chiếu hậu không có đèn xi nhan báo rẽ nhưng vẫn sử dụng tốt. Cần gạt nước, mưa kính lái và kính sau cần được thay mới trước khi mùa mưa đến. Phần ngoại thất của hai xe đều khá tốt dưới con mắt tiêu dùng của khách hàng và cả đánh giá chuyên môn của thợ xe. Các góc bắt chân máy với khung xe vẫn nguyên vẹn, cho thấy đây không phải là xe từng bị ngập nước. Các chuyên gia cho biết, nếu xe đã từng bị thủy kích thì phải nâng máy ra để xử lý, công việc này sẽ để lại dấu vết không thể che giấu được ở các đầu ốc. Bước vào trong xe, chất liệu da, ghế ngồi hay nhựa trên cửa xe, táp lô vẫn còn khá tốt khi vẫn giữ được màu đen bóng. Vô lăng không tích hợp nút điều khiển như xe đời mới, thậm chí da bọc vô lăng đã sơn khá nhiều làm giảm đi ma sát, tuy nhiên nó vẫn khá chắc chắn khi vẫn lái. Các cửa kính đều điều khiển điện, riêng cửa kính ghế lái điện tự động, chất liệu nỉ và da ở các ghế, các nút điều khiển cần gật mưa xi nhan vẫn có độ nhạy cao, tạo cảm giác an toàn khi điều khiển. Xét một cách khách quan, với một chiếc xe cũ có giá chưa đến 200 triệu đồng thì khách hàng dù có khó tính vẫn có thể chấp nhận được trên cả hai chiếc xe này. Nếu túi tiền của bạn không rủng rỉnh lắm hoặc là lái mới, chỉ cần phương tiện đi lại không đòi hỏi cao thì cả hai xe đều là một lựa chọn đúng. Và đừng quên mặc cả thêm khi trả giá bởi giá bán trên là giá giao bán chưa có mặc cả. Khởi động và để máy nổ cầm chừng, tiếng máy của hai chiếc xe này vẫn khá êm ái, còi và đèn vẫn nhạy cho thấy hệ thống điện ổn định. Hệ thống điều hòa trên chiếc 2013 làm chúng tôi ấn tượng nhất khi cho cảm giác mát gần như ngay lập tức khi bật. Đạp chân côn, đồng thời chuyển vị trí cần số lên số 1, xe nhẹ nhàng lăn bánh theo lực chân ga khi tăng và giảm số khá êm ái. Duy nhất vị trí số lùi không được trơn tru. Chất lượng nội ngoại thất, tính năng và cả vận hành của hai chiếc ô tô cũ giá chưa đầy 200 triệu đồng trên khiến chúng tôi khá hài lòng. Nó đáp ứng được tốt các yêu cầu của khách hàng là đi lại chủ yếu trong đô thị.
Ngoài ưu điểm nhỏ gọn dễ di chuyển, nó còn có thể mang đến cho bạn một cảm giác mát mẻ trong mùa hè oi bức, ấm áp khi mùa đông đến hay khô ráo khi trời mưa to. Nếu là người thực dụng và tính đến sự hiệu quả khi đầu tư, thì cả hai xe Kia Morning trên đều đạt yêu cầu bởi nó đáp ứng gần được những đòi hỏi của người dùng chẳng kém gì xe mới. Hơn nữa, số tiền mà bạn phải chi chỉ bằng một nửa so với xe mới, chưa kể tiền lệ phí trước bạ và đăng ký. Như vậy, nếu như sau 1 đến 2 năm sử dụng, bạn không phải bận tâm về việc mất giá khi bán nó đi để lên đời một chiếc xe tốt hơn. Hiện Kia Morning mới bản cao nhất là 2018, tại các đại lý dao động từ 290 đến 390 triệu đồng tùy trang bị. Còn trên thị trường xe cũ, Kia Morning vẫn là một trong những loại xe cũ dễ mua, dễ bán nhất. Giá bán xe Kia Morning đã qua sử dụng mềm hơn nhiều, chẳng hạn chỉ từ 145 đến 190 triệu đồng, bạn có thể mua một chiếc đời 2012 đến 2014. Xe đời 2015 đến 2016 dao động từ 210 đến 280 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.